mọi người, chào mừng mọi người đến vlog của em ngày hôm nay nha. Hôm nay là sinh nhật của em, và bây giờ em đang ở khách sạn My House Sài Gòn. Bật mí với mọi người là hôm nay em được một cô người bí ẩn tặng cho em một vé buffet ở trên lầu 2 của khách sạn. Và cũng là lần đầu tiên mà em được dùng buffet ở một khách sạn như thế này. Cũng rất là hồi hộp và cũng muốn quay lại cho mọi người xem. Hôm nay cũng ổn ha mọi người ha. Ok, em sẽ quay cho mọi người coi. Mời mọi người hôm nay cũng theo chân em nha. Bây giờ em chuẩn bị lên để nhận bàn, tại vì có một chị đi chung với em nữa. Khuôn viên đẹp quá trời luôn mà mọi người ơi. Bây giờ em đang vô chỗ ăn đây mọi người ơi, đẹp quá à. Đúng là nếu mà riêng một mình thì mình sẽ không có tiền đi vào đây đâu ạ. Rượu nè, tính ra là đi bộ lên cũng được luôn á mọi người. Đẹp quá mọi người ơi. Dạ cảm ơn anh. Ta-da, để vô bàn ngồi rồi đây mọi người. Thì đầu tiên thì người ta sẽ đem ra mình cho mình một cái dĩa hải sản lớn. Đó. Đây là em gái của em. Đợt cái vlog em đi đám cưới cũng có bé này mọi người. Người bí ẩn đã tặng cho em hai vé. Một vé của em tại vì là sinh nhật của em, còn một vé nữa là cho em gái của em, tại vì mình em đi thì em bỏ nó ở nhà thì cũng không được, cho nên là tặng luôn cho em của em để đi, em của em được đi chung. Ok, một lát em sẽ quay like cho mọi người xem. Trời ơi, em thấy quá trời quá ngon luôn mọi người. Đi phải ra cho mình ăn đĩa. Một lát nữa mình sẽ đi lấy thêm ở trên quầy like nữa mọi người. Ráo quá mọi người. Cái này mình ăn trước, xong rồi một lát nữa mình sẽ lấy thêm ở quầy like nữa mọi người. Để em quay quầy like cho mọi người coi. Đây là quầy lai. Wow, thơm. Ở trên kia là mì bún mọi người. Wow, cái này là rau củ cơm. Bên đây là cái gì không biết nữa. Mì xào hải sản. Nhiều đồ ăn quá mọi người ơi. Yeah. Em sẽ nhắc mọi người đi xem. Wow, bên đây là quầy bánh. Ui, có cái máy luôn. Đã quá à. Dễ thương quá à. Cái này dễ thương quá. Ổ bánh mì to, bị bá luôn. Wow. Oh my god. Cái thịt, cái này là cái gì ta? Cái giò heo muối. Cái là phô mai quá trời luôn. Ở bên kia thì cũng là phô mai với lại salad mọi người. Đây, đi bên đây nè. Quay qua đây. Chin, cái quầy mà em thích nhất luôn đó là sushi. Wow, chắc chắn một lát nữa là em sẽ ăn những cái này rồi đó mọi người. Đã quá à. Đây là quầy sashimi.
em coi mà hả, em chảy nước miếng hết trơn rồi nè. Thiệt á, không biết nữa, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Đây hình như là thịt bò, để một lát nữa mình ăn thịt bò. Lần đầu tiên mà em được đi vô cái chỗ mà nhiều đồ ăn như thế này luôn á mọi người. Mọi người là trái cây hay là bánh ngọt. Ở trong đây á là nhà hàng cho nên là hả, em nói chuyện hơi nhỏ mọi người thông cảm nha. Ở đây là ngoài nước, có nước ở đây rồi, nước lọc là lấy gì, trà hoa đậu biếc, nước ngọt. Ở đây là gì đây, đây là súp mọi người, súp khoai tây. Và ơi trời ơi, bên này là đúng chất hải sản luôn. Con tôm càng gì mà nó bự dữ vậy trời. Bây giờ em sẽ lấy mỗi thứ một ít để em đem lại bàn, xong rồi mời mọi người cùng ăn với em nha. Ten. Bây giờ tạm thời thì em đã lấy được hào và sashimi. Và cái này thì em chưa có lấy thêm tại vì chưa có ăn xong. Bây giờ mời mọi người cùng ăn nha. Bây giờ em chờ cái chị kia mà cái chị chưa tới nữa, chắc chị bị kẹt xe rồi quá à. Ê, giờ đã đông đủ rồi nè mọi người. Ừ, đã. Ok, thôi bây giờ mời mọi người nha. Ăn một đi chị đi quay. Bây giờ mình sẽ ăn cá hồi trước. Ủa em thích ăn đậu sống. Ừ. Thử đi. Ở đây chắc chắn là phải ngon hả? Chị là thử cái này. Ngon mà nó tươi lắm. Mình canh tay cho mình á. Hồi nãy đem ra còn nóng luôn á. Tinh xỉu. Ngon quá. Ngon nha. Cá hồi siêu béo luôn. Cái này là cá ngừ. Em là tính đồ sashimi. Ừ. Rẻ hả chị? Ừ. Ok hả? Ừ. Không biết chỗ đó nữa. Bây giờ tiếp là mình sẽ ăn hào cho mọi người. Em là tính đồ của mấy cái này. Giờ đây chắc em ăn full mấy cái này hết. Bác sĩ cũng đi ra. Thử ăn thử. Ủa, cái ngọt cũng thích kìa. Ừ. Ừ. Thấy người ta đã ngon. Không có wasabi. Nhưng mà nó có cái kem kem. Không phải cái này là cái gì ta? Giống như là mayonnaise. Không, có tươi trong này luôn. À, cái mayonnaise trong wasabi. Ủa? Cái wasabi trong mayonnaise mọi người. Ngon á. Ngon nha. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ở trong đó nó có wasabi mọi người. Mình ăn cá. Em thích ăn cá lắm. Dù là cá sống hay cá chín tụi em vẫn đều thích ăn. Trời ơi.
Trời ơi tuyệt vời. Cái mà nó giòn dễ sợ quá. Em mua ăn tôm hùm ngon chứ. Gạch này chỉ như nào. Xin cảm ơn người bí ẩn rất là nhiều. Rất là ngon. Lần đầu tiên mà được ăn như thế này. Dù không biết có ai ăn bóc giống mình không. Ê, cái rồi. Nó không? Cái rồi. Thành quá mình không cô đơn mọi người này. Em không cô đơn. Có chim miếng sốt. Sốt mè đen hả chị? Sốt mè đen. Wow. Mời cả nhà nhé. Ngọc ơi, mạnh dạn lên em. Em không biết xử nó sao luôn rồi. Em không biết gì đâu. Em cảm giác giống như là nó siêu giòn á. Tôm cạn á, giòn lắm luôn á. Không thể bỏ qua cái lẩu. Cái mà không thể bỏ qua đó chính là cái đầu. Cái đầu là tinh tí mà. Quả nào. Nhớ là hãy bỏ cái cục đen này ra nhé. Chứ không là tinh tí là nghĩa đen luôn á. Nói thiệt là nếu không được tặng á, em cũng không có vô đây ăn bao giờ đâu. Dễ mắc quá. Nhưng mà thật ra là xứng đáng hả chị? Được tiền nào của đó luôn. Không có gì ngọt hơn cái đầu tôm. Trời ơi, quay nãy giờ 4 phút rồi đó. Để lát nữa em ăn. Ăn gì ta? Em ăn mỗi thứ chút xong em quay lại coi nữa. Em, cái điện thoại á, thật ra là cái điện thoại của em nó hết dung lượng luôn rồi mọi người ơi. Em đang quay điện thoại của bé em của em. Hết dung lượng luôn rồi. Lát nữa em quay tiếp cho mọi người coi nha. Tên giờ là hả, mấy chị em của tụi em là ăn tới bò bistec, nhưng mà miếng thịt bò cũng nhỏ nha mọi người. Giờ em sẽ ăn thử bò. Nói em kêu là phân nửa chín phân nửa sống, nhưng mà em cảm thấy giống như là nó đã chín hết luôn rồi. Mời cả nhà. Cũng giống như mấy miếng thịt bò. Salad cũng hơi chua chua.
camera điện thoại của em. Mà thiệt chứ. Như bị chụp hình nha. Mới một cái chớp nháy. Em chưa dùng thử cái đùi. Cái đùi thịt muối. Rồi em nghĩ là nó sẽ mặn vậy. Cũng chắc có vẻ là sẽ không hợp khẩu vị với người miền Tây nha em. Nhưng mà em sẽ thử đủ đêm để biết. Em nghĩ là nó mặn. Thật ra là thịt bò này mình ăn một miếng là đủ rồi. Tại vì nó hơi cứng, hơi medium nhưng mà cũng hơi cứng. Miếng cuối cùng tạch. Bà chị của em ngọt quá. Để em sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha. Là bánh sinh nhật được nhà hàng chuẩn bị cho em. Bây giờ mình cần phải bánh lớn thôi. Kệ, ướt đi, ướt đi, ướt đi, ướt đi. Hái đi, hai ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật Thiên Ngân. Kế tiếp là pizza với lại cái này là em con ốc gì á, con này con gì không biết nữa mọi người. Múc bang tiếp à, đây là cái miếng pizza với lại cái con nghêu. Em nghĩ là con này là con nghêu hai còi, con ngao hai còi, tại nó có một cái đầu ở đây. Chắc vậy thôi. Có gì à, mọi người comment cho em biết con này là con gì nha. Ở bên kia có thịt heo quay nữa nhưng mà em ăn không nổi mọi người. Con này nó là nước mỡ hạnh. Ăn bữa nay nó tới mơi em còn no. No tới tới mơi luôn. Em vừa ăn cái bánh kem nho nhỏ hồi nãy. Thì em sẽ ăn thử cái pizza. Thank you.
béo, em ơi, béo. Béo quá. Cái bông này có bao nhiêu liền? Cái bằng không? Có chua chua. Mấy ông bổ lắm vậy. Giống như đó. Hà quyền. Hà quyền vậy đó. Bây giờ em sẽ ăn tiếp cái thịt cừu. Dạ là em no lắm mà mọi người ơi, nhưng mà em sẽ thử. Mấy khi được đi vào đây ăn có vẻ là nó hơi mỡ. Đánh chua. Chua quá luôn. Xà lách đó hả? Ừ. Thành giống như là thịt cừu vậy đó mọi người. Không biết gì nữa tải hơn. Nó hơi mùi vậy. Gia súc. Giống như mà thịt bò ấy mà. Thịt bò phải mùi này. Mùi thịt dê. Mùi dê. Nhưng mà nhiều khi dê nó là không có mùi giống vậy mọi người. Không mùi nhiều. Này là hơi mùi, nhiều mùi quá. Mùi dê. Chung là cũng được. Ok, bây giờ á, mình sẽ có một đống quà như thế này. Lát nữa chắc em về nhà em sẽ quay, em mở quà cho mọi người cùng xem với em luôn. Và em sẽ đem cái bánh kem bé bé này về luôn. Ok, lát mình sẽ mở quà nha mọi người nha. Cùng một người tặng luôn nha mọi người. Đây là món quà của mẹ nuôi em ở bên Úc. Chào em. Một người mà có ba món quà luôn á chị. Tại vì bốn món rồi đó nha. Vậy là chị Kiều nhiệm vụ là gì chị? Dạ, cho tặng yêu thương. Giao thương cái gì giữa hai bên vậy đó mọi người. Cho là gì đây? Happy birthday. Đẹp quá, không muốn mở luôn á. Đẹp mà không muốn khui luôn á trời. Bất ngờ, bất ngờ. Quay xuất sắc vô nè cameraman ơi. Đó, đúng rồi. Bất ngờ nha, cái gì lấp ló nè, lấp ló nè. Trời em khoái vậy đó chị ấy, như vậy em dễ khui nè. Chứ hả em là em hay khui banh lắm. Banh là hư hết luôn á. Trời ơi, hộp gì ố hả? Cái gì ở trong đây đây? Không biết khui hả? Ơi. Đây. Wow. Trời ơi. Món quà đầu tiên đó chính là một chai nước hoa Chanel luôn. Để mình sẽ mở ra. Trời ơi. Cũng lâu quá rồi
21 tuổi con gái. Cảm ơn mẹ. Đây là thư của Dior viết luôn. Thư của mẹ nhắn cho Dior viết. Chắc em nghĩ vậy. Ừ. Một cái bịch gì đây? À, rồi là dầu thơm gift. Gift gì vậy? Gift của Chanel nữa. Học Dior mà dầu thơm Chanel. Kìa kìa, học cái gì nha. Kìa, học này là học gì đây? Là học của Dior nha mọi người. Của đây hả? Ô, trời ơi, trời ơi, hợp chưa? Dễ thương quá à. Qua, wow. Đây là cái bịch, nhưng thơm quá. Trong đây nó có gì đâu hả chị? Ô, có nha. À, cái này là chắc là chi phít điểm. Cái này là cái gì? Wow, mascara với lại một cây son trên. Dễ thương quá à. À, còn cái này nữa. Dầu thơm nữa, lại là dầu thơm. Dễ thương quá đi. Cái túi cũng dễ thương, nó hợp với cái bộ hồng bữa nay. Hợp với cái ga giường luôn. Màu hồng. Rồi, một món quà. Món thứ hai. Sao có đặt cửa cho nhở? Sao cái nào nhắn như vậy? Chị hôm nay này, mấy em biết đây. Ui, thì sẽ biết. Bất ngờ. Ô, cái giấy. Lại đi chụp màu hồng mọi người ơi. Cái hồng chẳng hơn. Em đếm nha. Hồng, là cái gì đây? Cái gì đây ạ? À? Cái đôi hồi nãy mang. Trời ơi, hai đôi giày. Hồi nãy mang một cái đôi giống giày nhưng mà là màu hồng da, hồng ấy á. Trời ơi, mang một đôi màu đỏ. Trời ơi, biết nó sexy quá à. Là cái gì?
là một nhớ giấy chiếu. Wow, đẹp quá đi, đẹp. Được không mày? Đẹp quá. Em đã có một nhợi ở trên cổ rồi, đeo thêm một nhợi đi nữa. Ê, cái mặt này nữa là ok. Cái mặt này nữa là đẹp. Wow, đã quá. Ui, nó một hộp chiếu luôn. Cái hộp rất là đã luôn. Trời ơi, thích quá. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog ngày hôm nay của bé Ngân, và hẹn mọi người trong một vlog khác. Happy birthday Thiên Ngân. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho bé Ngân nha.